quay đẹp đẹp nha, để tôi lên sóng nha. Ờ, đưa cái mặt chú Sơn lên đó. Thấy nó thu trọng quại vô luôn á. Quay cao lên thấy mặt chú Sơn, đừng có quay không có thấy mặt nha, là người ta nó xạo. Đó, đứng như vậy á. Ứng sức vô gần gần nha. Wow, coi này. Đó, đó chú Sơn đứng dậm á. Đó. Đấy, đấy. Đi đi sao đi. Thấy ta cho tiền thêm. Cho tiền chú Sơn thêm, rồi chú Sơn đổ đất thêm. Đấy, đứng. Dơ lên vậy á. Bây giờ là công đoạn ban đường đây cả nhà. Nè, đường lúng nè. Ủa mày nói ai nghe vậy? Nói gì cái máy quay nghe nè. Ủa nghe không? Nghe. Quay nghe tiếng ngoài giờ luôn á. Chết thì trời ơi, quay có sao nghe không? Chết rồi. Đó này, cái đoạn đường rất là lầy. Xét xét hết trời. Mình đứng mà nó tới cái đầu gối luôn. Xa cỡ nào nó cũng nghe được hết đó quậy. Ừ. Thiệt. Có hả? Thấy chú Sơn khổ không? À, chú Sơn hy sinh ra rồi chú Sơn làm khổ không? Chết à. Đó. Lúng không vậy? Lúng. Lúng quá. Và chú đó có mang giấy phòng. Không. Rồi, ok.